chào quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 9 tháng 4. Kính chúc quý vị một ngày cuối tuần và nghỉ lễ vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã nhấn like và đăng ký kênh, lựa chọn Hành Trình Tương Lai để cập nhật tin tức mỗi ngày và theo dõi những phần nhân sinh cảm ngộ. Bản tin hôm nay có những nội dung gì? Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là phần điểm tin chính. Quy Nhơn, sân bay bất ngờ đóng cửa để diễn tập quốc phòng, khách du lịch kêu trời. Người Việt trong cảnh phong tỏa ở Trung Quốc, rau quý như vàng. Hà Nội cho toàn bộ trẻ mầm non đến trường từ ngày 13 tháng 4. Chậm một ngày, hai công ty trúng đấu giá đất ở Thủ Thiêm bị tính tiền phạt 2,3 tỷ đồng. Tài xế xe điên cùng bạn nhậu hết 4 thùng bia trước khi lao vào tiệm bánh mì. Hiện trường ngổn ngang vụ phá gần 400 hectare rừng ở Đắk Lắk. Cuộc chiến ngày sữa, so găng Vinamilk, Mộc Châu Milk, IDB và Hà Nội Milk. EVN không tăng giá điện trong năm nay. Người dân sẽ được trả tiền khi cung cấp clip vi phạm cho cảnh sát giao thông. 11 cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bỏ tập. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Truyền thông trong nước đưa tin, sân bay Phù Cát, Quy Nhơn, Bình Định mới đây bất ngờ thông báo đóng cửa từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 4 để phục vụ diễn tập bắn đạn thật. Khung giờ trải dài từ 7 giờ sáng đến 23 giờ đêm mỗi ngày. Do đó, máy bay hàng không dân dụng không thể cất hạ cánh. Hiện tất cả các vé máy bay đi và đến điểm này đều bị hủy. Sau khi biết thông tin trên, cả hành khách và các công ty lữ hành đều như ngồi trên đống lửa. Theo đó, toàn bộ các chuyến bay đi và đến Quy Nhơn, Khứ Hồi trong giai đoạn đó đã bị hủy. Về phía hàng không, trong thông báo mới nhất, Vietnam Airlines cho biết từ ngày 12 đến ngày 25 tháng 4, hãng sẽ điều chỉnh kế hoạch bay của các chuyến bay đến và đi từ Quy Nhơn. Theo đó, với các chuyến bay đi và đến Phù Cát từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 4, hãng sẽ triển khai lại quy định xử lý vé nội địa do nguyên nhân bất khả kháng như khách được hoàn vé miễn phí, thay đổi thời gian, đổi hành trình nhưng không được đền bù hỗ trợ cho chặng vận chuyển mặt đất. Hiện các hãng hàng không khác như Vietjet Air, Bamboo Airways khai thác chuyến bay đến và đi sân bay Quy Nhơn vẫn chưa có thông báo thay đổi lịch trình. Trong bối cảnh dịch bệnh tại Trung Quốc lan rộng, nhiều người Việt ở Trung Quốc cho biết lệnh phong tỏa nghiêm ngặt khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn, rơi vào cảnh thiếu thực phẩm đến mức rau quý như vàng. Được biết, trên khắp đất nước tỷ dân, khoảng 20 thành phố đang phong tỏa toàn phần hoặc một phần. Thượng Hải, trung tâm tài chính với hơn 26 triệu dân, cũng tuyên bố phong tỏa toàn thành phố từ ngày 6 tháng 4, sau khi số ca mắc chạm mức kỷ lục. Chị Hà Ly tại Thượng Hải chia sẻ, đến ngày phong tỏa thứ hai thì chính phủ bắt đầu phân phát đồ ăn. Lúc đầu dự kiến chỉ có 5 ngày phong tỏa, song đã 8 ngày rồi vẫn chưa biết khi nào được ra ngoài. Trước tình hình này, nhiều gia đình đã hết thực phẩm do không thể chuẩn bị đủ đồ dự trữ. Trong khi đó, chị Thanh Mai ở thành phố Đông Hưng, Quảng Tây cho biết, hơn một tháng phong tỏa, chính quyền không cung cấp thực phẩm gì. Nếu mua của tiểu thương, giá thậm chí còn tăng gấp đôi. Chị nói, sớm mua được thịt rau như kiếm được vàng. Chị cho biết thêm từ hôm 6 tháng 4, từ 4 giờ sáng người dân đã bắt đầu xếp hàng, nhưng đến gần 9 đến 10 giờ vẫn chưa tới lượt mua. Thậm chí, có người lớn tuổi còn bị ngất xỉu trong lúc chờ đợi. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại thành phố đã chuyển biến tích cực, thành phố Hà Nội vừa ra quyết định đồng ý cho trẻ mầm non toàn thành phố đi học trực tiếp tại trường từ ngày 13 tháng 4. Theo đó, các trường mầm non đón trẻ, tổ chức bán trú và dạy hai buổi một ngày dựa trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của phụ huynh. Tương tự cấp phổ thông, trường mầm non phải đạt chuẩn theo hướng dẫn liên ngành của Sở Y tế, chuẩn bị cơ sở vật chất và các tình huống khi có F0, vệ sinh và khử khuẩn trước và sau buổi học. Trong quá trình đi học lại, nếu dịch bệnh phức tạp và không đảm bảo an toàn, sẽ xem xét và quyết định có dừng học trực tiếp hay không. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội là địa phương cho trẻ mầm non nghỉ ở nhà lâu nhất. Thành phố hiện có 1.145 cơ sở giáo dục mầm non với gần 600.000 trẻ theo học. Các em đã nghỉ học ở nhà hoàn toàn kể từ tháng 4 năm 2021. Liên quan đến việc nộp tiền sau khi chúng đấu giá đất ở khu vực Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh, mới đây công ty cổ phần Dream Republic và công ty cổ phần Sinmega đã có văn bản xin kéo dài thời gian nộp tiền trúng thầu, giá đất và các khoản phí liên quan, bao gồm tiền phạt chậm nộp đến tháng 9 năm 2022. Cụ thể, vào tháng 4, hai doanh nghiệp này sẽ nộp 15% tổng số tiền, các tháng 5, 6, 7, 8, mỗi tháng nộp 17%, và tháng 9 năm 2022 sẽ thanh toán toàn bộ số tiền còn lại. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online sáng ngày 8 tháng 4, lãnh đạo Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đây là việc chưa từng có tiền lệ. Do vậy, các sở ban ngành liên quan phải họp để xin ý kiến trước khi gửi cho chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc họp dự kiến được ấn định vào đầu tuần tới. Ngoài ra, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cũng phải báo cáo Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính về vấn đề này. Do vậy, trước mắt cơ quan thuế vẫn tính tiền chậm nộp theo quy định là 0,03% mỗi ngày. Việc tính chậm nộp cho đợt đầu tiên đã áp dụng từ ngày 6 tháng 2 và từ ngày 7 tháng 4, doanh nghiệp bị tính thêm tiền nộp chậm đợt 2.
Hiện nay, số tiền chậm nộp mỗi ngày hai doanh nghiệp này phải nộp là hơn 2,3 tỷ đồng. Hôm qua ngày 8 tháng 4, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết đang chờ kết quả giám định thương tích và tài sản để củng cố hồ sơ xử lý tài xế lái ô tô lao vào tiệm bánh mì trên đường Điện Biên Phủ. Theo đó, tài xế gây tai nạn được xác định là anh Lương Duy Tân, 42 tuổi, ngụ ở phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê. Trước đó, khoảng 17 giờ 40 chiều ngày 3 tháng 4, ô tô 7 chỗ do Tân điều khiển chạy trên đường gom của hầm chui Điện Biên Phủ theo hướng từ quận Hải Châu lên quận Liên Chiểu. Khi đến gần đoạn giao với đường Lê Độ, ô tô 7 chỗ tông vào đuôi xe 16 chỗ chạy cùng chiều. Chưa dừng lại, ô tô 7 chỗ tiếp tục chạy với tốc độ nhanh, lao thẳng vào tiệm bánh mì Đồng Thạnh số 60A đường Điện Biên Phủ. Vụ việc khiến 6 người bị thương được đưa đi viện, trong đó có 2 trẻ em. Tại cơ quan công an, Tân khai nhận trước khi gây va chạm đã ngồi nhậu cùng 3 người bạn ở quán nhậu đường Duy Tân. Cả nhóm nhậu từ 11h30 đến 17h30 phút, hết khoảng 4 thùng bia thì ra về. Nam tài xế cho hay thời điểm trên bản thân đã say, không còn tỉnh táo vì đã uống quá nhiều. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Báo Giao thông dẫn lời từ ông Nguyễn Quốc Hưng, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau nhiều ngày đo đạc, cơ quan chức năng đã có số liệu cụ thể về diện tích rừng bị phá ở huyện Ia Súp, tỉnh Đắk Lắk với diện tích thiệt hại lên đến 382 ha. Theo ông Hưng, đây là vụ phá rừng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Hiện chi cục kiểm lâm đã có báo cáo cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh làm rõ trách nhiệm, tập thể, cá nhân có liên quan. Trước đó vào ngày 1 tháng 4, lực lượng chức năng đã phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn tại tiểu khu 205 nằm giữa xã Yatomot và La Drve. Tại hiện trường, hàng ngàn cây gỗ có đường kính từ 5cm đến 20cm bị cưa hạ nằm ngổn ngang. Khu vực rừng bị phá cách khu dân cư khoảng 10km. Được biết, khu vực rừng trên được huyện Ia Súp giao xã Yatomot quản lý, bảo vệ từ năm 2020. Theo báo Dân Trí, bức tranh kinh doanh năm 2021 của các doanh nghiệp sữa niêm yết cho thấy sân chơi ngành sữa không còn thuộc về doanh nghiệp có thị phần lớn mà thuộc về các nhà sản xuất còn dư địa tăng trưởng. Cụ thể, trong năm qua, dù gần như đã thống lĩnh thị trường sữa Việt Nam với trên 55% thị phần, công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk có kết quả kinh doanh năm 2021 chỉ tăng 2% so với năm 2020, đạt 60.919 tỷ đồng. Trong khi đó, Mộc Châu Milk ghi nhận doanh thu thuần năm 2021 đạt 2.926 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2020. Đáng chú ý, từng thua lỗ rất lớn trong giai đoạn 2016-2018. Giờ đây, chủ ba thương hiệu sữa Ba Vì, Lip và Cool là công ty cổ phần sữa quốc tế IDP lại có bước lột xác ngoạn mục với kết quả kinh doanh tăng trưởng hai con số. Cụ thể, trong năm 2021, công ty đạt 4.827 tỷ đồng doanh thu thuần và 823 tỷ đồng lợi nhuận ròng, lần lượt tăng 26% và 64% so với năm 2020. Bên lãi gộp cũng được nới rộng từ 41% lên 43,2%, ngang ngửa với Vinamilk dù không có lợi thế về quy mô như doanh nghiệp đầu ngành này. Cũng có một thời ngập trong thua lỗ như công ty cổ phần sữa quốc tế, chủ thương hiệu sữa Easy, công ty cổ phần sữa Hà Nội, Hà Nội Milk đã vực dậy với kết quả kinh doanh tăng tốc trong năm 2021. Cụ thể, công ty đạt 272 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 31% so với năm 2020. Tại hội thảo khơi thông vốn đầu tư vào ngành điện do báo Đầu tư tổ chức ngày 8 tháng 4, ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, trong tình hình thế giới biến động mạnh đã đẩy giá nhiên liệu sơ cấp như than, dầu, khí tăng cao. Cụ thể, giá than trước đây khoảng 60-70 USD một tấn, nhưng nay đã tăng lên hơn 220 USD một tấn. Giá khí LNGS cũng thay đổi từ 6-8 USD một triệu BTU, thì nay lên khoảng 20 USD một triệu BTU. Giá sắt thép vật liệu xây dựng để thực hiện các dự án nguồn, truyền tải điện cũng tăng. Tuy nhiên, lãnh đạo EVN cho biết đơn vị cam kết với chính phủ năm 2022 sẽ không tăng giá điện. Ông cũng cho rằng dưới áp lực từ các chi phí đầu vào cao, nếu các chi phí này tiếp tục tăng thì việc cân đối đầu vào với bán điện rất khó khăn. Thậm chí, lợi nhuận năm nay đã được cân đối bằng không để cân đối đảm bảo mức bán điện hợp lý. Ở các năm sau, nếu giá đầu vào tiếp tục tăng thì chính phủ và các bộ ngành cần tính toán giải pháp để đảm bảo hài hòa lợi ích. Mới đây, trong buổi phỏng vấn trực tuyến về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được VN Express tổ chức, khi trả lời câu hỏi, hình ảnh từ camera hành trình của một xe có được lấy làm cơ sở để phạt nguội các xe vi phạm khác không và người có hình ảnh thì gửi đến đâu để công an phạt xe vi phạm đó? Đại tá Đỗ Thanh Bình, Cục Phó Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, phía Cục đang đề xuất cơ chế trả tiền cho người gửi video vi phạm giao thông, đồng thời sẽ có cổng thông tin tiếp nhận và xác minh. Cụ thể, ông Bình nói, chúng tôi sẽ đề xuất cơ chế trả tiền cho người dân để mua lại các hình ảnh video đó, vì không thể nơi nào cũng có camera theo hết được. Tới đây, người dân có thể gửi clip tự quay hay trên camera hành trình trên xe mình tới Bộ Công an.
Chúng tôi sẽ có cổng thông tin tiếp nhận toàn bộ các thông tin đó để xác minh và xử lý. Đây là thông tin thú vị và đáng chú ý khi những người bức xúc về các tình huống giao thông có thể gửi hình ảnh hoặc video về vụ vi phạm đến cơ quan để được xử lý và thậm chí có thể nhận được khoản chi phí nhỏ nếu được xác minh chính xác. Chiều hôm qua ngày 8 tháng 4, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ra sân tập luyện sau sự việc 13 cầu thủ bỏ tập để phản đối ban lãnh đạo. Theo ghi nhận, trong buổi tập chiều ngày 8 tháng 4, có 11 cầu thủ tiếp tục lãng công và không tham gia tập luyện cùng các đồng đội. Nhóm cầu thủ này gồm thủ môn Thanh Thắng và Bùi Tiến Dũng, Sầm Ngọc Đức, Võ Huy Toàn, Thanh Bình, Hoàng Lâm, Tăng Tiến, Trùm Tỉnh, Văn Đức, Thanh Tiến, Ngô Tùng Quốc. Như vậy đã có 2 cầu thủ quay xe và trở lại tập luyện cùng các đồng đội khách là Hồ Tuấn Tài và thủ môn Phạm Văn Cường. Trao đổi với đại diện VPF, đơn vị này cho biết đã nắm được thông tin về sự việc ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và đang tích cực làm việc cùng đội bóng cũng như khuyên bảo các cầu thủ tập luyện và thi đấu. Nguyên nhân của sự việc này được cho là các cầu thủ muốn phản ứng chuyện lãnh đạo câu lạc bộ tự ý cắt phí lót tay năm 2021 của họ. Thay vì ngồi lại cùng nhau nhằm giải quyết sự việc theo cách êm đẹp thì giữa tháng 2 năm 2022, lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi một văn bản đến các cầu thủ cho hay chỉ hỗ trợ 10% và xem đó là số tiền lót tay còn lại của mùa giải. Điều này đã khiến các cầu thủ bất bình và nhiều khả năng họ sẽ khởi kiện câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai. Tiếp theo đây là những tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Trung Quốc ra mắt robot ngoài họng lấy mẫu trong 42 giây. Bắc Kinh dọa đáp trả nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Đài Loan. Mỹ tuyên án công dân Trung Quốc về âm mưu hoạt động gián điệp kinh tế. NATO tăng cường hợp tác với châu Á-Thái Bình Dương trước thách thức Trung Quốc. Cựu Tổng thống Donald Trump đang giàu có trở lại. Nhật Bản lần đầu xuất kho dầu dự trữ quốc gia. WHO, 65% dân số châu Phi mắc Covid-19. Máy bay Boeing 757 gãy đôi thân khi hạ cánh. Nhà hàng ở Anh phải công bố lượng calo trong các món ăn. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, để hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, mới đây robot lấy mẫu ngoái họng do nước này phát triển đã được ra mắt tại Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Theo tuyên bố, mỗi người có thể hoàn thành việc lấy mẫu axit nucleic tự phục vụ chỉ trong 42 giây và nhấn mạnh rằng sản phẩm hoàn toàn tự chủ về quyền sở hữu trí tuệ và được nội địa hóa 100%. Cư dân mạng đã chia sẻ video cho thấy một phụ nữ lấy điện thoại di động và đi đến trước vật thể hình hộp để quét mã QR cá nhân. Sau khi xác nhận danh tính, lấy một dụng cụ chuyên dụng được cấp phát sử dụng một lần và tự đặt lên vị trí chỉ định trên hộp. Sau đó, người dùng sẽ mở miệng để ngậm dụng cụ trong miệng và làm theo lời nhắc bằng giọng nói của hệ thống robot để lấy mẫu. Robot sẽ tự động thu thập và lưu trữ mẫu trong thiết bị đặc biệt. Hãng Reuters thông tin, mới đây người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã kêu gọi Mỹ hủy bỏ chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc. Cụ thể, theo các kênh thông tin truyền thông, bà Pelosi dự kiến sẽ thăm Đài Loan vào tuần tới sau khi dẫn đầu một phái đoàn đến thăm Nhật Bản vào cuối tuần này. Tuy nhiên, chính quyền Đài Loan và văn phòng của bà Pelosi không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận chuyến thăm. Khi được hỏi về vấn đề này, người phát ngôn Triệu Lập Kiên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh phản đối chuyến thăm của giới nghị sĩ Mỹ. Ông Triệu nói, Mỹ phải hủy bỏ chuyến thăm của bà Pelosi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ có các biện pháp đáp trả mạnh mẽ để bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia của mình. Vài giờ sau cảnh báo từ Trung Quốc, người phát ngôn của bà Pelosi thông báo nữ chủ tịch Hạ viện Mỹ đã nhiễm COVID-19. Cùng theo vị này, dù không có triệu chứng gì và sức khỏe vẫn ổn định, tuy nhiên chuyến công du châu Á của bà Pelosi sẽ bị hoãn lại. Hôm qua ngày 8 tháng 4, trang web Bộ Tư pháp Mỹ ra thông cáo cho hay, công dân Trung Quốc hạng hải đạo 44 tuổi đã bị Tòa án Liên bang Mỹ tuyên án 29 tháng tù giam và phạt $150,000 vì tội đánh cắp bí mật thương mại từ công ty nông nghiệp Monsanto để đưa về cho chính phủ Trung Quốc. Được biết, trước đó bị cáo làm việc cho Monsanto và một chi nhánh của công ty này từ năm 2008 đến năm 2017. Trong khi đó, Monsanto đã phát triển một nền tảng phần mềm canh tác trực tuyến kỹ thuật số giúp nông dân thu thập dữ liệu đồng ruộng nhằm tăng năng suất. Một phần của nền tảng này là thuật toán có tên Nutrient Optimizer, được công ty coi là bí mật thương mại và tài sản trí tuệ của riêng họ. Ông Hằng sau đó đã bí mật lưu trữ những bản sao về thuật toán vào thẻ nhớ và mang về đại lục, đồng thời làm việc cho Viện Khoa học về đất thuộc Viện Khoa học Trung Quốc. Ông đã bị bắt khi trở về Mỹ vào tháng 11 năm 2019. Theo đó, ông Matthew Olson, trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ về An ninh Quốc gia tuyên bố, Bộ An ninh Quốc gia cam kết buộc bất cứ ai trộm bí mật thương mại vì lợi ích của chính phủ nước ngoài phải chịu trách nhiệm. Theo tờ Nikkei Asia đưa tin, phát biểu tại Brussels mới đây, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết,
Chúng tôi nhất trí đẩy mạnh hợp tác với các đối tác của chúng tôi ở châu Á-Thái Bình Dương vì cuộc khủng hoảng phân nhánh trên toàn cầu. Phát biểu trên được đưa ra sau khi NATO kết thúc cuộc họp với khách mời là các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương gồm Úc, New Zealand, Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo NATO, các lĩnh vực hợp tác gồm không gian mạng, công nghệ mới, chống thông tin sai lệch. Ông Stoltenberg nói, chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, biến đổi khí hậu và khả năng chống chịu vì các thách thức toàn cầu cần có giải pháp toàn cầu. Đồng thời, vị quan chức cho rằng việc Trung Quốc không tham gia lên án Nga đã đặt ra thách thức nghiêm trọng cho tất cả. Điều đó càng cho thấy tầm quan trọng của việc sát cánh cùng nhau để bảo vệ các tiêu chuẩn của NATO. Theo điều tra mới từ Forbes, hơn 14 tháng sau khi rời nhiệm sở, cựu Tổng thống Donald Trump đã chứng kiến giá trị tài sản ròng của mình tăng vọt lên 3 tỷ đô la Mỹ. Khi cựu Tổng thống Trump tranh cử Tổng thống vào năm 2016, giá trị tài sản ròng của ông là 4,5 tỷ đô la Mỹ. Con số đó đã giảm đều đặn trong thời gian ông tại vị, xuống còn 2,1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Tài sản của ông tăng nhẹ lên 2,4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021, năm đầu tiên ông mãn nhiệm. Điều gì giải thích cho sự gia tăng tài sản của Trump? Theo Forbes, đây là sự ra mắt của Truth Social, công ty truyền thông được coi là một mạng xã hội thay thế cho Twitter. Trong một bản tóm tắt giá trị tài sản tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2014 mà Trump đưa ra khi ông tuyên bố tranh cử Tổng thống vào năm 2015, ông tuyên bố tài sản trị giá 8,7 tỷ đô la Mỹ. Việc xác định chính xác sự giàu có của cựu Tổng thống Trump là vô cùng khó khăn khi phần lớn là do ông từ chối tiết lộ bất kỳ tờ khai thuế nào của mình trong thời gian tranh cử Tổng thống hoặc trong 4 năm cầm quyền. Ông nhấn mạnh rằng các tờ khai thuế là tồi tệ trong việc phân loại tài sản của một người. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 7 tháng 4 thông báo, nước này sẽ hợp tác với cơ quan năng lượng quốc tế IEA bơm 15 triệu thùng dầu ra thị trường nhằm hạ nhiệt giá dầu. Theo đó, lượng dầu sẽ được đưa ra thị trường là 15 triệu thùng dầu, tương đương với mức độ tiêu thụ dầu trong nước khoảng 7-8 ngày và được thực hiện trong nửa năm với mức đưa là 80.000 thùng mỗi ngày. Trước đó một ngày, các nước thành viên IEA đã quyết định giải phóng 120 triệu thùng dầu trong kho dự trữ của nhóm, trong đó có 60 triệu thùng của Mỹ được rút từ kho dự trữ chiến lược. Mức đóng góp của Nhật Bản chiếm 1/4 số lượng dầu được giải phóng trong số các quốc gia, trừ Mỹ. Đầu tháng 3, Nhật Bản dự kiến đưa ra thị trường 7,5 triệu thùng dầu từ nguồn dự trữ khẩn cấp trong kho dự trữ tư nhân. Lần này, mức độ cam kết xả kho của Nhật Bản đã tăng gấp đôi và lần đầu tiên sử dụng kho dự trữ chiến lược quốc gia kể từ năm 1978. Theo truyền thông quốc tế đưa tin, Tổ chức Y tế Thế giới ước tính có tới 65% người dân ở châu Phi đã mắc COVID-19 và số trường hợp mắc thực tế có thể nhiều hơn gần 100 lần so với con số được báo cáo. Cụ thể, trong một phân tích mới được công bố, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, dựa trên các mẫu máu được lấy từ người dân châu Phi trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021, thì đã có khoảng 65% số người được xét nghiệm nhiễm SARS-CoV-2, tương đương với khoảng 800 triệu ca mắc COVID-19. Ngược lại, chỉ có khoảng 8 triệu trường hợp mắc COVID-19 được báo cáo chính thức cho Tổ chức Y tế Thế giới trong khoảng thời gian đó. Được biết cho đến nay, châu Phi đã báo cáo 11,5 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 250.000 ca tử vong. WHO cho biết các ca mắc và tử vong vì COVID-19 tại châu Phi có xu hướng giảm kể từ tháng 1 năm nay. Hãng AFP đưa tin một chiếc máy bay Boeing đã trượt khỏi đường băng và gãy đôi khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế San Diego, Costa Rica hôm 7 tháng 4. Theo thông tin ban đầu, sự cố khiến sân bay ngừng hoạt động nhưng không làm phi hành đoàn bị thương. Cơ quan cứu hỏa cho biết máy bay Boeing 757 chở hàng của hãng vận chuyển DHL đã cất cánh từ sân bay Juan Santa Maria ngay phía tây thủ đô San Diego, nhưng quyết định quay trở lại sau khi phát hiện lỗi hệ thống thủy lực. Giám đốc Sở Cứu hỏa Costa Rica cho hay, khi hạ cánh, chiếc máy bay bị trượt, lật và gãy làm đôi để lộ hàng hóa. Lực lượng chức năng ngay lập tức đã được huy động để giải cứu phi công và phi công phụ. Theo người phát ngôn Daniel McGrath của DHL, công ty đang làm việc với các nhà chức trách sân bay di chuyển máy bay để các chuyến bay có thể tiếp tục. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra. Theo tờ Daily Mail đưa tin, một quyết định mới đã được đưa ra trước thực trạng số người thừa cân béo phì ngày càng gia tăng tại Anh. Theo quy định này, các nhà hàng hay quán cà phê với trên 250 nhân viên ở Anh sẽ phải hiển thị lượng calo của các món ăn và đồ uống trên danh sách món ăn để giúp mọi người chọn lựa dễ dàng hơn. Tại nhà hàng Upsal ở Sheffield, Anh, bảng thực đơn giờ đây có thêm một mục mới, lượng calo ghi bên cạnh từng món ăn. Nhiều khách hàng phấn khởi với sự đổi mới này. Theo số liệu của chính phủ Anh, gần 2/3 người lớn ở nước này bị thừa cân hoặc sống chung với bệnh béo phì. Được biết, béo phì là nguyên nhân lớn thứ hai gây ra bệnh ung thư trên khắp Vương quốc Anh. Trên đây là những thông tin trong bản tin tổng hợp ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Và tiếp theo đây, Hồng Nhung xin mời quý vị cùng đến với phần nhân sinh cảm ngộ. Mùi hôi trong nhà vệ sinh.
mùi nấu ăn, mùi hôi vật nuôi, mùi sen, mùi thuốc lá. Bạn có biết, các hóa chất khử mùi và tạo mùi thơm chỉ tạo cảm giác giả cho não bộ của chúng ta. Các hóa chất đó không những không thể loại bỏ mùi hôi, mà còn là những chất gây ô nhiễm vô cùng độc hại, có thể tạo ra các căn bệnh cấp tính và mãn tính nếu tiếp xúc dài hạn. Đừng lo, Theracom có thể loại bỏ tất cả mùi hôi và các chất ô nhiễm độc hại trong ngôi nhà của bạn. Theracom, bộ lọc không khí khử mùi, khử khuẩn, không dùng điện đến từ Nhật Bản. Theracom là bộ lọc carbon hoạt tính, được thiết kế và sản xuất với kết cấu ô lưới. Cấu trúc này cho phép luồng không khí được lọc nhiều nhất với diện tích bề mặt tiếp xúc lớn. Theracom được sản xuất theo công nghệ mới nhất của Nhật Bản, giúp hấp thụ tối đa khí độc hại, mùi hôi thối và làm sạch không khí trong nhà rất hiệu quả. Cuộc sống của bạn không cần đến những mùi độc hại này. Do you know this Theracom? I use this for removing odor remover. This Theracom is basically an organic product, and you don't need any kind of electric equipment or even electric stuff to start this. And it works on the removing from, especially the Theracom itself, there is active carbon inside, so it automatically will remove it, and it's very easy to use, friendly using. You don't need to worry how to use it. Just take up this package and just put it where you like to remove the odor. I use this Theracom and I do my cooking, especially I cook my fish or I cook my sambal, fry the sambal especially, it will remove the smell of it. So I hope you people will try this Theracom and will keep your house fresh and clean. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt hàng sản phẩm, quý vị có thể liên hệ theo số hotline 0879707043. Và ngay sau đây là phần nhân sinh cảm ngộ như thường lệ. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Thưa quý vị yêu mến, lực hấp dẫn của một người không phải đơn thuần đến từ dung mạo bên ngoài, mà là trực tiếp đến từ tâm tính. Bảo trì một tâm tính tốt là phương pháp làm đẹp hữu hiệu nhất. Đây là điều mà người xưa giảng là tướng do tâm sinh. Mời quý vị suy ngẫm về chủ đề này trong phần nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay. Một em bé nói với mẹ: "Mẹ ơi, hôm nay mẹ rất đẹp." Bà mẹ hỏi: "Ơ, sao con lại khen mẹ như thế?" Em bé trả lời: "Bởi vì hôm nay mẹ không nổi giận." Trong tướng thuật, tướng thông thường là chỉ hình dạng khuôn mặt, nhưng cũng chỉ đại thể toàn bộ cách đi đứng, vận động của một người. Tướng do tâm sinh là có ý nói rằng một người có tâm tính như thế nào thì sẽ có tướng mạo như thế ấy. Tâm tư, ý nghĩ và hành vi của một người có thể thông qua các đặc điểm trên khuôn mặt mà được hiển hiện ra. Đừng nhìn tướng mạo người mà trước tiên hãy nghe thanh âm của người ta. Đừng nghe thanh âm người mà trước tiên hãy quan sát hành vi của người ta. Đừng quan sát hành vi người mà trước tiên hãy xét cái tâm của người ta. Điều này cho thấy cái tâm quyết định cái tướng của con người. Đối với người lớn tuổi, từng trải, cũng có thể thông qua nhìn tướng, nhìn cách đi, nghe giọng nói mà biết được tính cách, sở thích và tình trạng bệnh của người này. Có rất nhiều điều khiến người ta tin rằng đã được định trước trong mệnh, nhưng cũng có rất nhiều điều đều là do tư tưởng không tốt, thói quen không tốt và hành vi không thiện của bản thân tạo thành. Cho nên cũng có thể nói rằng tâm là nhân của tướng, tướng là quả của tâm. Nếu nội tâm của một người yên bình, tĩnh lặng, lạc quan, từ bi, ngay chính, lương thiện thì cơ thể của người ấy sẽ hoạt động một cách trơn tru. Người ấy đương nhiên sẽ có được một sức khỏe tốt, một tinh thần và dung mạo phúc hậu. Vâng thưa quý vị, vẻ đẹp ngoại hình phụ thuộc vào tâm tính của chúng ta. Nếu một tâm tính nổi giận, tức tối sẽ làm cho khuôn mặt của bạn cũng ít thiện cảm đi. Vì thế người xưa mới khẳng định rằng tâm sinh tướng và có một liệu pháp tu tâm dự tính theo đặc tính chân thiện nhẫn giúp chúng ta không chỉ có một sức khỏe tốt mà còn có một tâm thái an hòa khỏe mạnh. Môn khí công tính mệnh song tu này giúp chúng ta tu dưỡng thân tâm ngày càng trẻ hóa. Ngoài lợi ích về sức khỏe, còn giúp những người thực hành nâng cao phẩm chất đạo đức, trở thành những người tốt hơn và đóng góp cho xã hội hiệu quả hơn. Các học viên cho biết, những bài giảng giúp người học có được nội tâm an hòa, buông bỏ những suy nghĩ oán hận, căng thẳng, lo lắng, trầm cảm. Hàng trăm triệu người trên thế giới đang bày tỏ lòng tri ân đối với môn khí công tu luyện này và đã được đón nhận tại hơn 100 quốc gia. Hy vọng quý vị sẽ không bỏ lỡ cơ duyên tìm hiểu.
đường link hướng dẫn chúng tôi có đề xuất ở phía trên màn hình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tiếp theo trên kênh Hành Trình Tương Lai.